Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trọng kính đức cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị. Theo dòng thời gian, Thiên Chúa luôn nhìn đến và thương yêu cách đặc biệt đến con cái của Ngài nơi trần gian. Từ sau khi đức cha Phaolô đáng kính của chúng ta nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, hôm nay chúng ta dành một khoảng thinh lặng để tưởng nhớ công ơn của đức cha Phaolô. Xin Chúa thương mau đón Ngài về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sự cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, Thiên Chúa đã ban cho giáo phận chúng ta một vị chủ chăn mới là đức cha Giuse. Tiếp nối sứ vụ mục tử của đức cha Phaolô, với khẩu hiệu Ngài đã yêu thương họ đến cùng, đức cha Giuse đã quan tâm đến công việc thăng tiến các linh mục, đào tạo chúng sinh và nhất là nỗ lực hoạt động truyền giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, mở mang các giáo xứ, giáo họ để nước Chúa hiển trị và giáo phận Nha Trang cách riêng ngày càng thăng tiến vững mạnh. Có chuyện gì vậy Catalu? Hai anh em mình tranh thủ lên rẫy cúng dần để mùa bắp tới được nhiều cây trái chứ. Hôm qua tôi có hẹn với ông, nhưng bây giờ trời sắp mưa rồi, tôi sợ nước lũ nguy hiểm lắm. Đàn ông gì mà như con thỏ, phải mạnh mẽ giống như con bèo, con hổ chứ. Làm gì có lũ mà sợ. Đi, đi nhanh, về cái nhà làm vài ly cho ấm cái bụng. Ừ, đi thì đi. Trời sắp mưa, mà ông đi đâu đó? Hai anh em ghé qua nhà làm lễ cúng dường để cho mùa màng tốt đẹp đó mà. Đúng, tôi qua nhà ông Catalu cúng rồi tôi về. Cúng cái gì, nhậu say bê bếp thì có. Catalu này, không được nói vậy, giàn phạt đó. Thôi, đi pin ăn xá. Không tin vàng, nhưng từ hôm nghe Anathi nhà mình nó học đâu bên chú Hai về kể mình nghe, rồi chị cha ma lấy đào bên hàng xóm nói mình nghe nữa, mình hơi hiểu ra có một Thiên Chúa đã tạo nên trời đất này, người mới thực sự ban nhiều sự tốt đẹp cho mình, gia đình mình, con cái mình. Kể từ hôm nó học với chú Hai ở xuôi lên, thấy tính tình nó đổi khác, siêng năng học cái chữ, giúp mình quét cái nhà, nấu cơm, thiệt là thương hết sức. Nè, làm gì mà thừa cái người ra vậy? Nè, cha ma lấy đào, nói mình nghe về Chúa và mẹ Maria đi, mình thích nghe lắm. Có thiệt không đó, hôm nào mình sẽ dẫn ca tô hoa đến nhà cha để học giáo lý nha. Học giáo lý à? Chứ không phải học ở nhà chú Hai đó sao? Chú Hai mà mọi người thường gọi, đó là cha sở của vùng đất mình ở nè. Vậy là cha giảng đạo Chúa phải không? Cha rất là hiền lành và dễ gần. Cha sẽ nói cho mình nghe nhiều điều hay lẽ phải. Hứa nhà, mình sẽ dẫn ca tơ ho đi gặp cha. Còn ông chồng mình không biết... Thưa A Quay, con mới đi học về, con chào A Quay Đào. Con vừa được cha cho sách giáo lý nè, hay lắm, con đọc cho A Quay Hoa nghe nhé. Không cho A Quay Đào nghe à? A Quay Đào biết giỏi rồi còn gì nghe. Con chỉ muốn cho A Quay Hoa của con biết nữa. Đây A Quay nghe con đọc nè, bữa nay con đọc cái chữ nhanh lắm. Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật.
chồng của ca tơ hoa hình như lên rẫy thì phải. Đâu có, ổng qua nhà ca tơ lú ăn cuốn rồi mà. Không đâu, chính mắt tôi thấy ổng với ca tơ lú lên rẫy mà. Mưa gió kiểu này coi chừng nước lũ. Tôi nói mà ổng có nghe đâu. Tôi nghe lời ông ca tơ lú lên rải cúng, lúc về xích nữa là nước lũ cũng chết rồi. Tôi nói mà ông có nghe tôi đâu, rồi sao ông sống mà về đây? Lỗi là của tôi, rủ nó đi cúng. Đây tôi kể cho nghe, nhờ đâu mà nó thoát chết. Hai đứa tụi tôi thấy mưa lớn lật đật đi về, không ngờ nước lũ xuống nhanh quá. Tôi vừa lội qua được bờ thì thằng Pi Năng Xá đi sau tôi, nước cuốn cái ào. Tôi quay lại không thấy nó đâu hết, chỉ nghe nó la cái gì hình như "Chúa ơi cứu con". Rồi tự nhiên thấy nó ôm một cái thân cây nổi lên tấp vô bờ, thiệt là may hết sức. Đúng là Chúa đã cứu ông Pi Năng Xá. Chúa đã cứu Ama rồi. Con nói gì? Chúa đã cứu Ama à? Sao ông biết mà gọi Chúa cứu ông vậy? Tôi không biết nữa, sợ quá tôi chỉ biết là lên thế. Chắc có lẽ tôi thường nghe Anna Thi nhà mình nói nhắc tới Chúa, tôi quen rồi cũng nên. Mà chắc Chúa đã cứu tôi à, quay nó à? Chắc chắn là Chúa đã cứu Ama. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trải sáng khắp trốn, gọi sạch tôi đời, ôi tình yêu sao quá cao vời. Ôi tình yêu sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dần hiến ra thần, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Cho khắp nhân trần. Thôi, mình về chuẩn bị đi lễ để cầu nguyện cho gia đình mình, cho bà con mình được bình an. Hôm nay có đức cha Giuse về, bà con giáo dân các nơi về đây đông lắm á. Con cũng đi, để cảm ơn Chúa đã thương gia đình mình. Hôm nay, Chúa đã thương cứu Ama, và con cũng muốn gặp mặt đức cha. Cha Ma Lé Rào nói hay quá, tôi muốn đi để cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho bà con mình mau mau nhận biết Chúa để được Chúa thương. Tôi cũng đi. Cho tôi đi với được không? Hôm nay là lễ trọng, có đức cha Giuse ở giáo phận về. Chính Ngài là vị chủ chăn đã thương đến vùng đất núi rừng này. Ngài đã cho xây nhà thờ để bà con mình có điều kiện đến gần với Chúa hơn. Ngài chỉ lo cho Palay mình thôi sao? Đâu có, đức cha còn lo cho nhiều chỗ khác nữa, những vùng sâu, vùng xa như mình đây nè. Con nhỏ này giỏi thiệt. Theo như cha sở nói, hiện nay trong toàn giáo phận có cả thảy là 106 giáo xứ và nhiều giáo họ lẻ nữa. Ồ, nhiều vậy sao? Chưa nhiều đâu, dưới sự dẫn dắt của đức cha, các tu sĩ và bà con giáo dân mình còn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giáo phận ngày càng phát triển, mang tình thương Chúa đến với mọi người. Thôi thôi, chúng ta chuẩn bị đi lễ kẻo trễ. Thank you.
sống như thầy.